Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 005. Ở bài toán này là bài toán liên quan đến phần đồ thị của điện phân, làm trong khóa học ôn 8, 9, 10. Hy vọng cái video này sẽ mang lại những cái hiệu quả mà các em có thể tham khảo. Cụ thể bài toán này thầy minh họa như sau. Thứ nhất là các em phải biết được các phương trình có thể xảy ra đối với quá trình điện phân hai muối này. Đây là các phản ứng có thể xảy ra. Phản ứng một chắc chắn xảy ra và nó được biểu diễn bằng đoạn số 1. Phản ứng thứ hai này của thầy có hai lựa chọn, một là ở phản ứng CuS4 dư thì nó điện phân tiếp hoặc NaCl dư điện phân tiếp. Nhưng việc chúng ta phải chứng minh xem là phản ứng nào mới là quan trọng. Thì các em chú ý của thầy, các em thấy là khí này của thầy nó giảm đột ngột, tức là đoạn số 2 này của thầy nó hơi dốc. Tức là cái số mol khí của thầy tăng chậm hơn so với đoạn số 1. Vì thế chắc chắn là xảy ra phương trình 2 này. Bởi vì phương trình 2 của thầy, cái oxy tạo ra của thầy, số mol chắc chắn sẽ nhỏ hơn số mol Cl. Lý do là bởi vì oxy nó cho đến 4e, vì thế lấy số e nhận chia cho 4 thì nó sẽ nhỏ hơn số e nhận chia cho 2 so với clo. Thế còn đối với phản ứng, nếu xảy ra phản ứng tiếp theo này, phản ứng dưới này thì nó có hai khí clo, ngoài ra nó có thêm khí hydro nữa. Vậy chắc chắn là đồ thị của thầy phải dựng ngược lên, tức là khí phải tăng nhanh. Nhưng ở đây khí tăng chậm. Vậy các em chứng minh được nó có phản ứng số 2 này. Đoạn thứ ba là đoạn minh chứng cho phản ứng điện phân nước. Đây, phản ứng cuối cùng đây. Sau khi mà các em đã phiên dịch đồ thị sang rồi thì không có gì khó khăn cả. Chúng ta sẽ lần lượt xét các vị trí tương ứng. Đầu tiên là ở vị trí thời gian điện phân, thầy có T bằng A giây. Thì khi đó nó xảy ra phương trình 1 và khí là khí clo. Vậy clo các em có luôn kết quả là 0,02 mol. Bảo toàn E các em tìm ra đồng bằng 0,02. Như vậy kết quả số E trao đổi là 0,04. Các em chú ý hộ thầy rằng ở trên đoạn thời gian T giây này này, thì đoạn này của thầy là A giây, đoạn này là 4A giây. Thì suy ra số E mà cho nhận ở đoạn từ 0 đến 4 này sẽ gấp 4 lần số E cho nhận từ 0 đến A. Đó. Vậy kết quả thầy có nếu T bằng 6, à có thể 4A, thì nó là 4A, đây phải sửa thầy. À, chờ thầy sửa này cho lại bị sai. À, sửa, để thầy sửa một chút. À, xin chào các em, sau khi sửa xong các em quay lại. Ở đây thầy minh họa tiếp. Tại thời gian T bằng 4A giây, tức là số E của thầy sẽ gấp 4 lần so với số E trao đổi ở tại thời điểm A bằng T bằng A giây. Kết quả số E trao đổi nhân 4 lên bằng 0,16. 0,16 tại vị trí này của thầy thì khi đó là có phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3. Khi đó các em có 3 khí, clo, oxy và hydro. Tổng là 0,07 mol gồm có clo, oxy và hydro. Thì clo chắc chắn là 0,02 mol rồi. Thế còn lại oxy và hydro nó sinh ra ở phản ứng 2 và phản ứng 3. Thầy gọi tương ứng là B và C mol. Đồng thoát ra của thầy ở hai phương trình 1 và 2 thầy gọi là D mol. Thầy lập phương trình để tìm ra B, C, D là chúng ta đã tìm được giá trị của M ban đầu. Phương trình 1 là phương trình tổng số mol khí. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. 0,02 nhân với 2 cộng với 4B chính là số mol E cho từ Cl trừ về Cl không cho 2E nhân 2. Từ Oxy2 trừ về Oxy không cho 4E nhân 4B bằng 0,16 bằng chính số mol E này. Tiếp theo ở cực âm thầy có là đồng 2 cộng sẽ nhận 2E, vậy là 2D. H cộng nhận 2E, vậy là 2C bằng 0,16. Giải hệ phương trình các em tìm ra được B, C, D. Sau khi tìm được B, C, D rồi thì không có gì khó khăn cả. Thầy bảo toàn nguyên tố đồng CuS4 của thầy là 0,06 mol. Bảo toàn nguyên tố clo thì thầy có NaCl bằng 0,04. Cộng hai muối này vào, kết quả các em tìm được M bằng 11,94 gam. Đáp án thầy chọn là đáp án C.